Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Sư tỷ, đây là một trong những món đồ quý giá nhất của sư tỷ đấy, cảm giác thế nào? Căn bản chưa đụng vào, sư tỷ có chuyện gì thì nói đi, đừng trêu đùa ta nữa có được không? Nguy hiểm thật, may mà tỷ ấy vẫn chưa lại gần một bước. Được rồi, không trêu đùa khúc gỗ nhà ngươi nữa. Muốn nói với ngươi chuyện này. Đáng tiếc, nếu như hắn có thể lại gần một bước nữa. Giấy mời của tiệc chúc mừng khoa tứ nghệ, đây nè. Đây, ta có thể không đi được không? Sư tỷ đâu rồi? Xem ra không đi là không được rồi. Ly Nguyệt, sao ngươi lại ra ngoài rồi? Sư tôn. Sư tôn, hồi nãy đệ tử cảm thấy đột phá gặp phải bình cảnh rồi. Có thể để đệ tử thử lại một lần nữa, dẫn khí quy niêu được không? Đây, vi sư sợ rằng không còn dư linh lực nữa đâu. Đệ tử không quản, tối nay sư tôn nhất định là phải giúp đệ tử đột phá. Hãy vào phòng với đệ tử, không phải tên nghịch đồ nhà ngươi, vi sư thật sự hết rồi. Hôm sau khoa tứ nghệ. Hừm, không phải chỉ là đi một chuyến bí cảnh thôi sao? Sao phải làm lớn như vậy? Không thể nói như vậy được, khoa tứ nghệ của người ta lần này. Một mình bày ra tài nguyên cả bí cảnh. Theo như ta thấy, nói không chừng là giáo viên bọn họ dẫn đầu bán thân để đổi lấy đấy. Cũng đúng. Nói đủ hay chưa hả? Uổng công sư tôn của ta có lòng tốt với mời các ngươi đến. Đám vô ơn các ngươi, đám chó má vô ơn. Chỉ biết sủa tiếng chó. Đầu mẹ, một con đàn bà khoa tứ nghệ như ngươi mà cũng dám gào với lão tử hay sao? Lão tử là người của khoa kiếm pháp đấy. Khoa kiếm pháp chó má gì chứ? Lão nương rõ ràng thấy chính là khoa tiện nhân. Dám sỉ nhục khoa kiếm pháp của ta, ngươi chết chắc rồi. Không biết sống chết. Bà lộ nhà ngươi, hôm nay bà cố lộ nhà ngươi không đánh các ngươi mặt lở đầy hoa đào. Hai người các ngươi cũng không biết tại sao hoa đào màu đỏ như vậy. Dừng tay lại hết. Thư viện, nghiêm cấm các đệ tử tự ý đánh nhau, các ngươi muốn làm cái gì? Sư tôn, bọn họ sỉ nhục người. Vân Nhược nghe lời, ngươi hãy thu cái sáo trúc lại trước. Chúng ta kháng nghị, lần này bí cảnh thu hoạch không nên bị khoa tứ nghệ các ngươi độc chiếm. Đúng vậy, sao khoa tứ nghệ của các ngươi lấy tài nguyên cũng lãng phí thôi. Đúng nhận sai cãi phải không mọi người? Đúng vậy, cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Bên ngoài đều lan truyền khoa tứ nghệ là khoa lữ sủng của thư viện. Ơi, đúng là đồ đệ giống y như sư phụ. Các ngươi nói những lời này là Khương Hạc Minh dặn dò đúng không? Xem thường tôn trưởng, ăn nói sức sược, đáng bị phạt. Giáo viên Nguyệt đánh tốt lắm, miệng của bọn họ đáng bị vả. Nhưng mà liên quan đến phương diện tài nguyên, khoa ngự yêu chúng ta cũng nghĩ như vậy. Tại hạ có một đề nghị cho giáo viên Nguyện. Khoa tứ nghệ đem 90% tài nguyên lấy được ở núi Phương Hồ giao lại cho thư viện, rồi phân phối cho các khoa khác thế nào? Đại sư huynh của khoa tứ nghệ, của khoa ngự yêu, Hà Tượng Thành. Ta khinh, ai mà không biết phân phối tài nguyên sẽ nghiêng về hai khoa, ngự yêu và khoa ngự kiếm của các ngươi cơ chứ? Những tài nguyên đó đều là chúng ta vất vả lắm mới lấy được về được. Dựa vào cái gì mà phải cho các ngươi chứ? Dựa vào cái gì? Dựa vào thế giới này lấy cường giả làm tôn, mà các ngươi chỉ biết dùng một chút nhạc khí vô dụng.
Là ai nói nhà khí vô dụng vậy? Đây là yêu pháp gì? Trên đường tiện tay làm chút việc, đến muộn rồi sư tỷ xin lỗi nhé. Thiếp thân tử năng xin chào giáo viên Nguyệt. Ngươi là tử năng sao? Bộ dạng trước đây dùng thuật họa bì, đây mới là dung mạo của thiếp thân. Có lẽ ngươi đang bị phạt ở trong nhà lao mới đúng, sao lại ra ngoài rồi? Là ta thả ra ngoài, cái gì mà thẩm vấn cũng thẩm vấn xong hết rồi, cô ta đã được ta dạy dỗ tốt, không làm loạn nữa đâu. Hơn nữa ta thấy công pháp của cô ta cũng nên học hỏi với khoa tứ nghệ, nên đem cô ta từ thiên lao đưa đến đây. Nguyệt sư tỷ nếu như không chê, có thể để cô ta làm việc vặt như thuộc hạ của tỷ. Thiếp thân tất cả đều nghe theo Bạch công tử. Cũng được, chẳng qua chỉ là vấn đề thêm một đôi đũa mà thôi. Bây giờ chuyện quan trọng là thả bọn họ đi trước. Thật sự chết ở chỗ của ta cũng không có kết cục tốt đẹp. Tuấn mệnh. Chậc chậc, tử năng, ngươi cũng ra tay nặng quá rồi đó. Xin lỗi, xin lỗi. Ơi sư tỷ, tỷ nói cầm heo chết đi bán có thể bán được bao nhiêu tiền? Toang thật rồi, xảy ra án mạng rồi, đến họ Bạch đó không lẽ lại muốn làm những chuyện đó nữa với mình đấy chứ? Đáng tiếc, hắn vẫn còn hơi thở, hắn vẫn chưa chết. Được rồi, giáo viên Nguyệt, đây chính là khúc cuối rồi. Vất vả rồi, linh thạch ở bên ngoài, tìm Vân Tịch để lấy đi. Giáo viên Khương đúng là tặng món quà không thể nào nghĩ đến được. Dù sao, hai khoa kiếm pháp và khoa ngự yêu đều là mặt mũi của thư viện. Người ta đây là có sức mạnh khá là kiêu ngạo mà. Đây là hạc giấy truyền tin của viện trưởng. Sơn môn gặp nạn, các giáo viên nhanh chóng đến đây,